Trở lại với chương trình Bạn Tình Dù Học của công ty Tấn Đại Dương. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng làm quen với bạn nữ sinh được nhận vào chính đại học lớn ở Mỹ nhé. Và không những thế đâu, còn nhiều đại học hàng đầu của Mỹ như là Đại học Luke hoặc là Đại học Brown đã cấp cho bạn nữ sinh Duy Anh Hà ở Amsterdam này mức học bổng hơn 230.000 đô trong 4 năm. Wow, ai mà siêu vậy? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Thì cô bạn là học sinh chuyên Anh thuộc trường Trung học phổ thông Hà Nội Amsterdam, bạn Nguyễn Thị Cẩm Hà. Bạn đã giành được rất nhiều thành tích như là đoạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh quốc gia lớp 12 nè, nhận học bổng danh dự của trường suốt năm học kỳ. Dù được tuyển thẳng vào đại học, song Hà vẫn mong ước được đi du học. Bạn đã chia sẻ rằng em chọn Mỹ vì đây là nơi có môi trường học tập tiên tiến với cơ sở vật chất hiện đại cho sinh viên làm nghiên cứu. Quan trọng hơn, đại học là khoảng thời gian để khám phá bản thân, nên môi trường học tập cởi mở sẽ giúp em kết hợp hoài hòa cả việc học và việc tham gia các hoạt động ngoại khóa có ý nghĩa cho cộng đồng. Thì bắt đầu nộp hồ sơ từ đầu năm 2013 rồi chờ đợi suốt thời gian dài, Cẩm Hà bất ngờ khi được nhận vào chính trường lớn ở Mỹ như là Đại học Luke xếp thứ 7 nè, Đại học Brown xếp thứ 14, Đại học Wesley và được cấp mức học bổng hơn 230.000 đô đó các bạn. Hà cho rằng mình thực ra là gặp may mắn nhiều hơn là có bí quyết. Trong hồ sơ gửi đi, cô thể hiện được tính nhất quán, có nhiều hoạt động liên quan đến lãnh đạo, giáo dục, âm nhạc, thể hiện được những đam mê theo đuổi trong thời gian dài. Bên cạnh đó, bạn cũng chịu khó nói chuyện với các anh chị để tìm hiểu kỹ về trường và những lĩnh vực học tập ngoại khóa mà mình quan tâm rồi đưa vào bàn luận. Bạn Hà nói rằng nếu có một lời khuyên cho các bạn thì đó là hãy kiên trì. Trong đợt đầu thì bạn Hà của chúng ta chỉ được nộp đơn vào một trường và bạn đã nộp đơn vào Đại học Brown và bị trường defer it, tức là giờ hồ sơ đến đợt sau. Điều này có nghĩa là 90% hồ sơ đã bị loại. Nhưng cô bạn nhỏ của chúng ta đã không bỏ cuộc mà gửi tin tức đánh đàn nè, bạn cập nhật thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa và viết thư bày tỏ sự quan tâm của mình về trường. Vào ngày 27 tháng 3, Hà nhận được thư chấp nhận của Brown, một trong những ngôi trường mà bạn mong ước nhất. Hà tâm sự rằng chọn trường là chuyện căng thẳng vì nó không chỉ phụ thuộc vào khả năng của bản thân, tài chính của gia đình mà còn xem mình đang phải cạnh tranh với những bạn nào. Cô bạn chọn chủ yếu về những trường mạnh về ngành nghề mình đang quan tâm như là giáo dục học, chính sách công và hào phóng với sinh viên quốc tế, có địa điểm khí hậu tốt nè, đảm bảo các cơ hội thực tập và nghiên cứu. Trong suốt thời gian Hà làm hồ sơ, khó khăn nhất với bạn chính là phần viết luận. Với bài luận chính, Hà thử đủ hết các ý tưởng và viết gần 30 bản nháp khác nhau. Cuối cùng, ý tưởng cô chọn là câu chuyện khá đơn giản từ chính những trải nghiệm mùa hè năm lớp 11 của mình. Đó là trải nghiệm của bản thân tại trung tâm trẻ em đường phố. Bình thường, mọi người thường hay nghĩ về các em theo những cách gọi như là những trẻ em nghèo. Trước khi Hà đến từng việc ở đây, cô bạn cũng có cách nhìn đơn giản như thế. Nhưng rồi, cô bạn dần nhận ra rằng các em ở đây phải đối mặt với nhiều vấn đề khác nữa cơ kìa. Khi theo bố mẹ ra thành phố, nhiều gia đình không có hộ khẩu và các em không thể theo học những trường công, chỉ có lựa chọn là học những trường dân lập hoặc là bỏ học. Bài luận của bạn Hà trình bày góc nhìn của cô về giáo dục dựa trên kinh nghiệm của bản thân, trải nghiệm ở trung tâm và qua sự tiếp xúc với những đứa trẻ ở các môi trường khác nhau. Cô bạn nói rằng em có một bài luận viết về ngôi nhà gỗ cổ của gia đình em ở quê. Bài luận bắt đầu từ những cảm xúc của em khi lần đầu tiên bước chân vào ngôi nhà, những giá trị lịch sử và văn hóa mà nó gợi mở ra, sau đó chia sẻ những phát hiện về thời kỳ này. Thì cô bạn nữ sinh chưa nói như vậy đó các bạn ạ. Tuy nhiên, trong số 9 trường tiếp nhận, Cẩm Hà lại chọn đạo trước. Cô dự định chọn ngành giáo dục học vì mong muốn của cô bạn này là làm những công việc có liên quan đến giáo dục. 3 năm cấp 3, Cẩm Hà cũng có những kinh nghiệm vừa làm gia sư cho 4 học sinh cấp 2, vừa làm tình nguyện ở một số trại trẻ. Thì cô bạn cũng tâm sự thêm về vấn đề này, đó là em muốn tiếp tục làm những công việc này ở mức độ cao hơn và có tạo ảnh hưởng lớn hơn sau khi trở về Việt Nam. Thì bạn Cẩm Hà không những học rất là siêu mà còn có những hoạt động ngoại khóa rất là nổi trội đó các bạn ơi. Ví dụ như là chị học tại các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Cô bạn còn là phó chủ tịch câu lạc bộ sách Trung học phổ thông Hà Nội Amsterdam, tổ chức chia sẻ và thảo luận về sách cho các bạn trong trường cũng như là trao đổi cho học sinh tại Hà Nội. Cô bạn còn tham gia tổ chức chương trình Hà Nội MUN 2013, hoạt động mô phỏng buổi họp của Liên Hợp Quốc đó các bạn. Ngoài ra, cô bạn còn là cục quản lý câu lạc bộ AMS Advisor,
quan tâm đến các hoạt động hướng nghiệp và định hướng hoạt động ngoại khóa cho các học sinh trong trường. Và không những thế đâu nha, cô bạn còn là thành viên sáng lập của AMS Connect, tổ chức liên kết các thế hệ học sinh của trường Hà Nội Amsterdam từ những khóa đầu tiên từ năm 83-85 đến đây đó các bạn. Thật là tuyệt phải không nào? Thì khi các bạn quan tâm đến các chương trình về du học tại nước ngoài, ví dụ như Mỹ, Canada, Úc, Singapore hoặc các nước châu Âu, các bạn hãy đến với bản tin du học của công ty Tân Đại Dương các bạn nhé. Thì công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, có trụ sở đặt tại 148/1 Trần Quang Khải, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, công ty còn có cơ sở tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh cũng như là tại Nha Trang. Thì các bạn có thể liên lạc với chúng tôi nếu mà có nhu cầu đi du học qua số điện thoại 0838484879 hoặc là trang web www.tandaiduong.edu.vn các bạn nhé.